Chào các bạn. Hiện tại tụi mình đang ở Vũng Tàu các bạn. Và hôm nay tụi mình sẽ thử nghiệm một cái series mới nhưng mà lại cũ nha bạn. Đó chính là du lịch theo cái phong cách 1 sao vs 10 sao. Bình thường thì tụi mình chỉ có cắm trại 1 sao 10 sao các bạn. Bên 1 sao thì sẽ có 3 người và có 300k để mua đồ cắm trại. Lý hôm nay làm ngược lại là bây giờ là không có cắm trại nữa mà sẽ chỉ sang là dùng 300k đó để du lịch. Và bên 1 sao sẽ có 3 người và dùng 300k để du lịch tại Vũng Tàu này trong vòng 50 giờ. Còn bên 10 sao thì sẽ có 30 triệu để ăn chơi 50 giờ tại Vũng Tàu các bạn. Và team 1 sao thì sẽ có 3 người do 300k mà 4 người chịu không nổi đó bạn. Còn team 10 sao thì sẽ có 4 người nha. Và tình hình là mình quên đem theo cái giấy bốc khâm rồi các bạn ơi, do mình đi Tết Vũng Tàu luôn, bây giờ in nữa là không có kịp nên tụi mình chơi cái cây đũa nha. Ở đây mình có tổng cộng là 7 người, tượng trưng cho 7 cây đũa và có 3 cây đũa được mình đánh dấu xanh xanh nữa các bạn. 3 cái đó sẽ là 3 cây 1 sao nha. Nhìn hả? Đây nhìn thì anh nhét vô rồi. Em là vô. Em là một người fan lay không nhìn. Trời ơi, bắt đầu mình sẽ sóc đũa cho bạn, sóc đũa. Đó. God. Ăn có muốn bóp trước không em? Dạ muốn à. Em là khách nhỏ luôn, em có chắc là bóp trước không? Em tin tưởng lần này em sẽ không xui đâu. Vậy bóp với em. Em vào 10 sao chắc luôn. Bóp giữ cây đó không chờ rút lên vậy mới hồi hộp đúng không? Đó, đó giữ cây rồi tiếp theo là ai? Tú bóp không? Em, em. Rồi. Rồi, đại bóp luôn ha. Lấy cây nào mình này mình tém qua rồi. Bên chừa mấy cây chưa bóp cho mọi người đó, lấy tới cái chọn cậu. Rồi tém qua nè, đó. Đó, cái còn 4 cây ha, cây đó đúng không? Đúng rồi. Rồi chúng ta còn 4 cây. Sao giờ còn dính dính. Ba chọn người. Rồi tém qua phải đây rồi, ok, còn 3 cây đây đây rồi. Ba chọn người. Ok chưa? Ok chưa? Đó, vậy đó, ok chưa? Rồi. 3 2 1 thôi. Vậy là bốn đứa tụi mình là 4 cây đũa trong sạch nha bạn. Đây, hai đầu không có dính gì hết nha bạn. 4 đứa tụi mình là 10 sao 30 triệu. Tụi mình làm cái số tiền nó trên lệch như vậy để cho cái clip nó hấp dẫn các bạn. Chứ bên 1 sao mà có 3 triệu thì nó dùng 300 ngàn để mướn phòng. Còn triệu 7 nó ăn sập cái Vũng Tàu này luôn các bạn. Và đặc biệt là mình thấy là ở trên top top hay có cái phong trào mà ăn sập Vũng Tàu với 100k rồi các kiểu các bạn. Nên mình sẽ cho tụi nó 300k để ha hộ ăn sập 3 cái Vũng Tàu luôn nha các bạn. Wow. Ai đội trưởng à? Dạ, đây đội trưởng em à. Rồi, vậy được làm đội trưởng. 300k ăn sập Vũng Tàu. Còn bên mình bình thường thì mình thường làm đội trưởng đó bạn, nhưng mà hôm nay mình muốn có một cái sự thay đổi gì đó cho bé Tú làm đội trưởng. Đó, phải như vậy. Ba bưng khủ em. Nhưng mà anh à, có sự bầu á anh. Em bầu cho đại đội trưởng. Đại bầu cho em anh. Đại bầu cho ai đại? Nè. Bảo cho anh Tú. Được, cho em làm đội trưởng. Ok, đội bây giờ đội 10 sao tụi mình bắt đầu sẽ đi ăn chơi hả bạn. Không có cần phải sinh tồn gì hết. Còn bên 1 sao thì bắt buộc là phải sinh tồn thôi. Và đây là một cái series hoàn toàn mới luôn bạn. Nó yêu cầu là kinh nghiệm, kỹ năng và trải nghiệm được mới có thể hoàn thành cái cách 50 giờ mà với 300k nữa các bạn. Nếu như nhiều bạn thích cái series này, video là đạt đủ 500k like được nha các bạn, thì tụi mình sẽ làm tập 2. Do tập này là thử nghiệm thôi, nếu 500k like tụi mình sẽ làm tập 2. Do tụi mình có rất là nhiều series nè, trận chiến chế tạo nhà, cắm trại, rồi sinh tồn, rồi thử thách vòng tròn rồi các kiểu, nên tụi mình phải hai phiên nhau các bạn. Nhưng nếu video là đạt được 500k like thì tụi mình sẽ bỏ mấy cái kia và quốc liền tập 2 của cái series du lịch này nha các bạn. Ok, mùa sau mình đi thôi. Mấy đứa với lá xã hội chơi đi. Rồi bây giờ đội 1 sao của mình sẽ đi phiêu bẹt giang hồ và ăn sập cái Vũng Tàu bằng 300k này nha. Đi thôi anh em. Nghe hấp dẫn á. Được. Rồi hiện tại là mới có 9:51 sáng các bạn. Chưa đúng 12 giờ. 12 giờ thì mới cho đặt phòng các bạn. Và đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu bấm giờ để biết cái thử thách này nó 50 giờ là khi nào kết thúc nha các bạn. Thời gian này nó cứ chạy thôi, không có tua được. Và bây giờ là chắc mình sẽ ra biển ngồi nằm được các kiểu, đúng 12 giờ thì mới cho nhận phòng các bạn.
mới đặt phòng được. Giờ này đâu ai cho đặt phòng đâu, phòng chưa trả nó đặt. Em đi thôi. Yes. Let's go. Đi ra biển ngắm mấy chị xinh đẹp. Hát giờ nữa. Rồi cuối cùng thì mình cũng đã tới bờ biển rồi nha các bạn. Đây. Và đội của mình là 1 sao có 300k. Và mình sẽ sử dụng 300k đó vào 3 mục đích. Mục đích đầu tiên của mình sử dụng là sử dụng vào may mắn nha. Còn 100k tiếp theo là để team mình ăn uống. 100k tiếp theo là để xin lợi nhuận nha. Team mình đã hợp như thế rồi. Giờ bắt đầu mình sẽ đi thôi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ dùng 100 ngàn này mình sẽ đi sử dụng vào may mắn nha các bạn. Mình sẽ mua giấy số. Dạ, dạ. Rồi ok, mình sẽ sử dụng 100 ngàn đó vào may mắn nha, là sổ số kiến thiết. Chiều nay bốn gữ là mình sẽ phất lên nha các bạn. Sao bốn gữ chưa biết ai giàu hơn ai đâu. Đúng rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đầu tư sinh lời nha các bạn. Mình sẽ sử dụng 100k để đầu tư vô. Thấy cái máy này không? Bây giờ mình sẽ đặt ra. Hợp lý. Giỡn thôi chứ mình sẽ nhét tiền vô. Đừng có 100k quá đội trưởng, 50k mình bán trước đi. À 50k à, hả? Đây để mình. Rồi. Không nhận luôn rồi. Tiền không. Ôi, đẹp. Nó chơi tiền kìa. Ok. Máy tự động chơi tiền. Máy chơi tiền vậy bạn. Sau một hồi mình cũng đã nhét vô nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mua chai nước suối trước đi. 02. Enter. Rồi sau cuối cùng thì mình cũng đã mua đủ 10 chai nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi bán nó nha. Mình bán với giá rẻ thôi. Chai này 5 ngàn đúng không? Mình bán 100 ngàn, ý lộn, bán 10 ngàn. À ý nghĩa của con vậy là nó xin lợi nhuận là như thế này các bạn. Là tụi mình mua ở máy tự động là 5 ngàn. Và tụi mình bán 10 ngàn. 10 ngàn nó mắc như thế là tại sao? Tại vì công tụi mình đi các bạn. Tụi mình lại mua cái máy tự động, sau đó mình sẽ giao tới khách hàng là công 5 ngàn nha. Quá rẻ luôn. Anh đã đẳng mới quắt mình kìa. Lại đó. Bán cái này là phải bỏ cái sĩ diện nha các bạn. Có sĩ diện là không thể nào bán được những chai nước như thế này đâu. Mình sẽ bỏ hết chung chung với độc đặc. Tụi em có những chai nước suối như thế này mà bán tới 10 ngàn. Không biết mấy anh có anh nào mua không mà. Mua giúp em một cái chai cũng được. Lấy chai mình em đang. Còn viên khách đầu tiên. Trời ơi cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Anh này là lên TV là phải nhiều tim nha các bạn. Anh biết lên đâu coi chưa? Rồi. Cảm ơn mọi người ha. Tổ lần đầu tiên mà mình kiếm được 10 ngàn đầu tiên rất là sung sướng luôn các bạn. Đãi 5 ngàn. Tuyệt vời. Mới đi được một đoạn đường thì có một bạn hello mình nha các bạn. Đó chính là bạn này. Không biết em có thể mua cho anh chai nước này được không? Chà 10 ngàn à. Đi ba người lại mua những 3 chai luôn được. Càng nhiều càng tốt. Dạ, anh bên kia có mua mà. Mua cho mát anh. Giờ đang nắng. Anh mới uống xong rồi. Thôi cũng cảm ơn ha. Đủ 10 ngàn không? Rồi đủ. Trời ơi. Wow. Cảm ơn rất là nhiều luôn á. Cảm ơn. Anh 10 ngàn. Bye bye. Mình một cái nước luôn. 10 ngàn ha. Được anh. Đó. Wow. Mình đã bán được nước đầu tiên nha các bạn. Không thể tin được. Để mai chai nha. Ok. Wow. Cảm ơn bạn nhiều luôn ạ. Đấy, bán được 2 chai nha các bạn. 20 ngàn. Dạ, ok, cảm ơn hai bạn nha. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Mình còn 1 chai đứa ai mua giùm mình. Cuối cùng cũng phải bán được 1 chai rồi. Cảm ơn anh. Đây, 10 ngàn đầu tiên. Em 1 chai nữa đi. Đây. Cảm ơn anh. Có tiền nói không ạ? Có, mới bán được mấy chai. Rồi, cảm ơn các bạn luôn nha. Hôm nay mình gặp được khách sạp không mấy bạn ơi. Quá ngon. Kỳ này tối nay có chỗ ngủ rồi. Rồi, mình đã bán được 1 chai đó. Let's go, đi thôi. Cảm ơn mọi người luôn nha. Đi chơi vui vẻ. Mình mới được mời thêm một bạn được một chai nước các bạn. Đây. Em không kết vô mặt em nè. Được kỹ không? Rồi, cảm ơn bạn luôn nha. Rồi, cảm ơn bạn luôn nha, đi chơi vui vẻ ha. Tình hình là tụi mình bán hết nước suối rồi các bạn. Tụi mình phải mua thêm và bán thêm nha. Nhanh dĩ ơi. Có một nhóm đang đợi tụi mình nữa. Hai chai luôn hả? Ơi, mình chụp hình chung được. Cảm ơn mọi người. Rồi, chụp hình. Bò đang treo quá rồi, có nước rồi. Yeah. Được thêm 20k rồi nha. Chấp. Mình mới gặp được một khách sạp các bạn. Mua thẳng 5 chai nên mình mới
đi mua thêm 5 chai về để bán nha. Rồi rồi, hết VIP nha các bạn. Đây, anh này là hết VIP của mình nha. Mua hẳn 5 chai nước cho mình luôn. Dạ, không có bịch. Ồ, làm sao có mua bịch nha. Anh thông cảm à. Cảm ơn, rất là nhiều luôn. Chiêu mọi người luôn. Cảm ơn cho lời chia sẻ. Rồi, sao luôn rồi. Yeah. Sao mà phải đi bán nước vậy? Có sao? Bí mật chị à. Bí mật à. Sau kết quả đi buôn bán của tụi mình thì tụi mình bán được 17 chai và lại tới 70k thêm 3 chai nước nha các bạn. Rồi. Theo cảm nhận của mình á thì bán những chai nước này thì đa số tụi mình may mắn á là bán được những người quen, người ta ủng hộ tụi mình. Còn nếu mà bán những người mà lạ lạ thì đa số thì sẽ nhận được một cái là lắc đầu thôi bạn. Nhìn vậy thôi chứ không phải bỏ cái sĩ diện dữ lắm á mới bán được vô đây nè. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ tiếp tục buôn bán nước tiếp nha. Ok, lãi mà. Ba chàng trai bán nước ở Vũng Tàu. Tình hình là mình đi bán nước nãy giờ các bạn, bán nước suối không à. Có nhiều người hỏi có nước ngọt không. Bây giờ thử mình trên lớp một phen nha. Mình dùng 50 ngàn này mình mua nước ngọt bán. Wow. Hiện tại là mới có 10 giờ mấy các bạn, nên tụi mình ra bờ biển ngồi chờ 12 giờ mới bắt đầu đi đặt phòng nha các bạn. Ngồi uống nước dừa với lại ăn tôm với lại mướn mấy cái ghế biển đồ ngồi các bạn. Tiền ghế là 200, tiền dừa là mua cho caravan luôn 150, tiền tôm 90 luôn nha các bạn. Nhìn là biết không sợ anh rồi. Không sợ hả Tú? Không sợ anh. Nè chuẩn bị nè. Nè cá một cái rộp một cái là nắm đầu Tú liền nè. Dắp tiếng vô edit rồi. Đó. Nắm đầu rộp 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 nước dừa cũng giòn à. Rộp 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 rộp. Đó, em làm tiếng cho anh luôn rồi đó. Nói chung nội dung của cái clip này là xoay quanh những người một sao thôi bạn, chứ 10 sao tụi mình không có gì để review hết. Chắc lần sau là các bạn nhớ cố gắng bấm 500k like, lần sau mình gán mình một sao mà để mình trải nghiệm. Mày 10 sao chán quá. Nằm như vậy thật sự rất là chán luôn. Còn mình là mình chấp nhận hy sinh cái nhà này các bạn. Mình nhàn vì mọi người. Sao lai mạnh tay lên, mình vô 10 sao vì mọi người tiếp. Tình hình là mình đứng ở trên bậc hiềm cao á thì mình phát hiện ra được khách sộp các bạn. Khách sộp đang núp kìa. Cố ý làm ngầu nữa kìa. Đây, bây giờ mình sẽ lại mình giới thiệu khách sộp nước. Hello. Hello mọi người. Trời ơi. Không à. Hello. Gì vậy? Anh muốn mua nước gì có hết. Mấy đứa bù sinh hả? Dạ đúng rồi anh. Tội nghiệp quá à. Có mấy lòi nước nào, đưa lấy 4 chai coi. Camera man uống không? Đây đây. Uống anh nghĩ là nước suối. Vậy 5 chai. Sao nước suối chai nhỏ xíu à? Ở đây bán sao? Ở đây bán sao đâu? Bán sao là sao? Ai bán? Dạ máy bán, tụi em mua về tụi em bán lại à. Một chai bao nhiêu? Chai nước suối nhiều. Chai này 10 ngàn, chai này 20 ngàn, chai này 20 ngàn, chai này 20 ngàn. Quá đẹp. Tổng cộng như đây là 8 chai Miranda nữa. 80, đây 101. Thôi dư rồi, rồi như đây là nhiêu này, 5 chai. 5 chai hả? 5 chai này em lấy rẻ 100 ngàn thôi. 80, 90, sao lấy rẻ 100 ngàn được. Thôi đi. Thôi được rồi, dù sao thì mình cũng rất là thích hỗ trợ những có hoàn cảnh khó khăn các bạn, cơ nhở đồ. Ok rồi, khỏi thối em. Chào kìa. Anh chậm. Thôi thôi được rồi, không sao đâu. Thôi hết giá trị. Đi hết giá trị là dụng nha các bạn. Mua nữa, mua nữa. Mua nữa hả? Đâu đây không? Rồi. Trưa nay tại một sao của tụi mình sẽ ăn mì gói nha các bạn. Và đây là tổng bill của tụi mình. Mình thì mình với Dĩ thì ăn mì cung đình, còn Toàn thì ăn mì lẩu hái tôm. Và nước suối là của vài máy bán nước tự động, mỗi chai 5 ngàn. Bây giờ thì tụi mình sẽ ăn xong cái này, sau đó thì nghỉ ngơi, sau đó thì tiếp tục ra ngoài đó bán tiếp nha bạn. Giờ thì đói quá rồi. Dạ mọi người ở đây mình có ai ăn không ạ? Ôi, em một chai à, chai 10 ngàn à. Ủa, nhắn hả? Em bỏ ai? Cảm ơn mọi người. Sau một tiếng mấy đồng hồ bán thì nếu mà cho dù người quen cách mấy thì cũng chưa chắc gì mọi người đã mua ủng hộ mình đâu nha. Bán này cực lắm á, đi nè, mỏi chân nè, ngại nè. Tình hình là trời cũng sắp mưa nha bạn, mà mình cũng còn 2 chai nước. Tới giờ mình vẫn chưa bán được luôn. Mình cứ hỏi người ta lắc đầu không à. Khó khăn quá.
Để mình đi một vòng nữa coi sao. Chai thì có 10.000, hai chai là 20 thôi. Là đen lạm thử khách đó. Trải nghiệm cũng cảm ơn nha. Thấy vui vẻ ha. Cảm ơn các bạn. A few moments later. Tình hình tụi mình đang buôn bán thì trời mưa rồi nha các bạn. Đây. Mưa kiểu này là nó lớn lắm á. Hiện tại thì mưa râm râm thôi. Mà mọi người đang di chuyển giải tán hết rồi. Tụi mình thì tiền đông mà hơi khách sạn, thành ra là phải ở tạm sơ gù cây tiếp mấy bạn. Lại tiếp tục về với mái ấm tình thương này. Vào trong á. Đó đó đó, trời đánh á. Rồi tụi mình đã tới khách sạn 5 sao nha bạn. Đặt 2 phòng, 1 phòng 3 và 1 phòng 2. Kết quả là hết 14 củ nha. Cho 2 ngày nha bạn. Khách sạn này thì theo cái phong cách gì đó mà nó cổ điển châu Âu nha bạn. Ghế gì tự nhiên ngoài phòng chờ có ghế. Cái này chỉ là cái hành lang nha bạn, không phải là cái phòng nha. Mà nhìn thấy như cái phòng vậy. Cái này là lót thảm, lót niệm nè. Bàn, ghế, trăm, nữ hoàng, Elizabeth gì thường nè. Ôi cái đó vãi à. Đây, tranh sơn dầu nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đặt chiếc thẻ vào đây. Get go. Phong cách châu Âu. Oh my god. Có cả một dĩa trái cây. Ồ, mình có mấy người? 1, 2, 3, 4, 5 và sau. Nó đủ mấy năm luôn nè. Ngon. 3 tay chuối nha. Tay táo, tay quýt. Hai phòng đi các bạn. Này là phòng 3 trước. Phòng này sẽ có một giường đơn và hai giường đôi. Tụi mình còn một phòng giường đôi nữa. Hiện tại là mới nhận được phòng này thôi à. Để chỉ để trang trí các bạn. Dỡ lên thì gọi điện thôi. Rồi vào vệ sinh thì bật đèn kéo. Có nhà tắm gì một người tắm mà hai người vui nữa bạn. Cái tắm đó mình thấy mình cười nữa. Rồi hoa sen gì đấy. Rồi bồn tắm. Mấy cái đồ đựng này chảy lên răng rồi cũng nhìn cũng sang trọng lắm các bạn. Đây rất cá biết đẹp nhiều nữa. Oh my god, view có cả hồ bơi các bạn. Chúng ta có một cái hồ bơi màu xanh dương và một cái hồ bơi màu xanh nước biển. Hả? Khá là ngầu luôn, chút nữa xuống trải nghiệm các bạn. View rất là tuyệt. Mây đen quá thôi. Con này là cái gì mình đâu qua được luôn. Như mình nói là phòng của người ta mở ra thì nó có thêm cánh cửa các bạn. Không, bên người ta mở thì mình mới qua được. Dạng như là hai phòng không nhau các bạn. Chắc là chút nữa tụi mình sẽ nhận được phòng bên đó. Thường là nó như khách sạn nó thường thiết kế như vậy các bạn. Để hai nhà dù ở phòng riêng nhưng vẫn có thể qua giao du với nhau được. Wow, khách sạn 5 sao có cái chai nướng nó cũng lạ hình ta đó anh. Được suối dữ à. Giống đựng trong chai mặt ong nghe luôn á. Chứ cũng lạ lắm nè. Nhỏ xíu mà không biết sầu không chứ. Đại quýt nhau rồi. Ô tủ lạnh được cắt tông cái tủ kiểu. Wow. Quá dữ. Tủ lạnh được cắt tông tủ kiểu. Còn cái ghế này cái đứa nào hiểu là cái ghế này làm gì không? Làm gì? Sao ông hiểu là sao nó vừa nó dài nó ngồi nè. Ngồi cái tự nhiên vậy luôn rồi. Xin vĩnh biệt. Rồi tiếp theo là tụi mình sẽ review phòng đơn với bạn. Phòng một giường. Một cái giường đôi nha. Phòng này thì chúng ta có chuối, vẫn có chuối nha. Sao còn có một trái hả? Tôi lè với mấy đứa. Chuối, táo, quýt y như phòng bên kia thôi bạn. Phòng này thiết kế thì sạch đẹp hơn các kiểu. Nhà tắm thì một người tắm, hai người vui như bên kia. Vẫn có chiếc ghế quyền hồi nha bạn. Rồi mở bàn công coi lại. Ra được không? Oh my god. Mưa qua đây mà không có mưa hết à, kìa. Bên kia cao mình luôn kìa. View đẹp lắm nha các bạn. Hồ bơi nữa. Wow. Nếu như ngày mai mà trời nắng thì tụi mình trải nghiệm nha. Hiện tại là đang mưa các bạn ơi. Phòng mình bên kia có view chưa? Phòng phòng của tụi mình là cái đó nha các bạn. Đó, cái đó là phòng tụi mình nha. Chỉ có tay không được đâu. Tao chỉ nó cuồng cuồng sao. Dạ, đây là phòng bên kia, phòng 3. Chỉ không được. Cái vô cái hình quay ngược. Đây là phòng tụi mình nha các bạn, phòng 3, còn phòng này là phòng đơn nha. Bây giờ tụi mình sẽ qua bên kia biển và ăn trưa nha các bạn. Rồi, hàng máy thiết kế khá là sành điệu các bạn. Có một cái bệ đá cổ nè. Có đục lên xuống. Bây giờ mình đi xuống mà. Có rợ nữa anh nè. Cái đó dành cho người mù á em, không biết. Nghe lên xuống người ta nhắn. Thì cái đúng là ký hiệu người mù á, mấy cái dấu chấm đó. Đúng rồi.
cái này là lên nè anh. Rồi, có hướng dẫn sử dụng không, sử dụng lửa thang máy rồi các kiểu. Rồi có cả ghế ngồi chờ nữa nè. Rồi có điện thoại ngồi chờ nữa. Gạch gâu, gạch gâu. Trong thang máy thì có cả kiến nữa nha các bạn. Thật chơi không? Bấm 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 bấm. Bấm chữ gì của anh ta? Số 2 đúng không? Số 2 là qua nhà hàng. Đúng rồi. Ở đây không có số tự nhiên G lên 2 chứ không có 1 nha các bạn. Đây là cái sảnh chờ của khách sạn nha các bạn. Cứ như cái hoàng cung nha các bạn ơi. Mưa rồi, không biết mấy hàng một sao sẽ ra sao. Sinh tốn. Mưa rồi anh không biết một sao sẽ trốn ở đâu. Nó gọi là sinh tồn mà em, mấy cái đó là thử thách bản thân á. Tập sao anh ước gì được vào một sao để trải nghiệm. Giờ thì mình sẽ đảm nhận cái trách nhiệm là cố gắng tận hưởng cái sự nhàm chán này nha các bạn. Đây các bạn thấy nó nhìn nè, tự nhiên có mấy bức tranh phong cách châu Âu rồi các kiểu. Mình sẽ qua bên nhà hàng phía đây nha. Có một cái cầu mà vượt qua cái đường á các bạn. Ở xe chạy dưới đó là mình phải băng qua cái cầu đó mới có cái nhà hàng nha. Và nó đặt ướt dẹp luôn kìa. Mưa là đầu ấy mưa. Trời ơi, điểm trừ nha, nhà hàng không cung cấp dù. Ở trong phòng không có cái dù nữa hết. Đúng rồi. Rồi tụi mình trải nghiệm thử nhà hàng nha các bạn. Toàn là hải sản rồi các kiểu không. Hiện tại là tụi mình còn khoảng 15 tủ không biết sống được 50 giờ với những cái món hải sản này không nữa. Và nhà hàng đường cái là có cả view hồ bơi nhìn mổ mắt lắm các bạn. Nó lưu ly rồi, nhìn mặt lớn hơn anh luôn. Ok, chờ món ăn ra review thử với bạn. Chờ trời mưa như vậy chắc mấy đứa một sao chắc nó đang kiếm cái ghế đá nào nó nốt rồi các bạn. Thì có tội nghiệp, lần sau chắc chắn mình phải cố gắng vào một sao để trải nghiệm. Chán quá. Rồi, món đầu tiên là món gỏi hải sản nha các bạn. Ờ, con tôm nè, nhìn ý với con tôm sú luôn các bạn. Nước, gỏi rồi chén. Wow, sợi luôn. Mắm ngọt. Nè, thứ mắm ngọt nè. Tao quay em chảy nước miếng vậy em? Em nghĩ là ăn vậy nè. Sao? Nước vô hả? Đó, để vô. Chỉu vài dọc. Mình nước ra. Giòn. Cuối cùng đều quá bạn ơi, mình ăn hết tôm luôn rồi, hết tôm rồi. Hết tôm rồi. Rồi, tiếp theo là ốc giác xào bơ tỏi nha bạn. Wow. Chúng ta sẽ có một cái phần ốc giác như vậy đó bạn. Xào bơ tỏi. Bỏ lên trên bánh mì. Sau đó chấm vào. Đó, bắt đầu nè. Ta đóng ăn nha. Đó là nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà em. Anh nhìn tao biết không ngon. Sao? Cái ốc này nó dai dai, như ốc bu vậy các bạn. Ông giác, ốc bu là sao? Hỏi. Ok, mình trải nghiệm nha. Rất là thơm bơ tỏi. Ăn đi giống bù vàng vậy bạn. Phải dai hơn. Được á. Rất bén bị tại nhiều. Cay quá. Ừ, cay quá. Đúng như món bù vàng thiệt. Còn tay mặn chút xíu, khô quẹo nên mới chấm với bánh mì vậy bạn. Phải chấm bánh mì chứ ăn không thì há là mặn. Rồi, tiếp theo là tôm sốt trứng muối nha các bạn. Để đi thử. Cái tôm sốt cái muối này nhìn thấy nó vàng vàng như xịt vô chứ ăn ngon cực kỳ luôn nha các bạn. Nó rất là vừa ăn. Nó mặn mặn ngọt ngọt và nó thơm trứng muối mà nó béo béo nữa. Phải nói là 11 trên 10 luôn các bạn. Nãy giờ mình chưa than món nào. Thật sự là món này rất là đáng để trải nghiệm nha. Tôm rất là thơm. Màu vàng rất là đặc trưng. 10 điểm. Rồi bữa ăn hết 2.2 triệu nha các bạn. Vậy là tụi mình bây giờ chỉ còn khoảng 13 triệu để sống sót 50 giờ thôi bạn, chắc phải tiết kiệm lại rồi. Lần đầu tiên ăn hải sản ở cái nhà hàng này bạn ăn lố quá. Rồi có nhiều món ăn rất là ngon nha bạn. Bây giờ thì chắc là về phòng nằm nghỉ dưỡng rồi. Sao mình ăn mì gói lên đó? Tối nay là chắc phải mua mì gói bạn. Hiện tại đang có chính sách dịch Covid gì đó, không có cho gọi lên phòng nữa bạn. Chắc chút nữa phải mua mì gói để dành rồi. Trong tối nay đói chết luôn. Rồi hiện giờ là 4:30 nha bạn. Và mình cũng đã dò vé số rồi nha. Và kết quả rất là may mắn luôn là mình không trúng. Hôm nay không may mắn không mỉm cười với tụi mình nữa các bạn. Mỗi sao hôm nay chìm luôn. Vậy nó mua 3 đài luôn á, không trúng số nào luôn. Buồn quá trời số luôn các bạn. Mà không trúng được số nào hết á. Thôi thì tụi mình phải tiếp tục trở về với công việc bán nước các bạn à. Đi thôi. Đi thôi.
cả một buổi sáng tới chiều tụi mình bán thì tụi mình được như đây nè các bạn, tính luôn tiền gốc và tiền lãi luôn là 320 ngàn. Và tụi mình đã hợp ý với nhau quyết định rằng chơi lớn hơn các bạn, đó là tụi mình sẽ bán nước nhưng mà theo kiểu là nó phong phú hơn, rồi nâng cấp thêm nữa là sẽ bán thêm bánh nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi siêu thị với đôi chân như thế này tiền đâu một hơi xe các bạn. Ok thôi. Hiện tại thì tụi mình đã đến Lotteria Mart rồi nha các bạn. Bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu đi vào trong kiếm mua nước ngọt và bánh. Rồi bây giờ mình sẽ mua bánh này về mình bán nha các bạn. Đây, bánh này một hộp vậy tới 20 cây là mình chắc bán rẻ thôi, mình bán cỡ 20-30 ngàn cây thôi. Kinh doanh làm giàu. Đấy hơi bị to các bạn. Ngon ngon, đi thôi. Bánh có 32 ngàn à. Đúng rồi, 20 cây mà 20. Trời mình bán được 500-600 ngàn. Giàu. Tiếp theo là tụi mình sẽ mua nước ngọt nha bạn. Đây, nước ngọt ở đây khá là rẻ luôn á. Một chai Pepsi vậy mà có 6.800. Mà mình mua về mình bán lại, mình bán khoảng 10-15 ngàn là mình lãi được khoảng 3-8 ngàn các bạn. Ngon, mình sẽ hốt hết nước ngọt ở đây nha. Sau khi tụi mình đi siêu thị mua đồ xong thì tổng thiệt hại của tụi mình là 128.800 đồng, thì cho tròn là 129 đi, với thêm một cây bút lông 12 ngàn, còn giấy này là miễn phí nha các bạn. Và bây giờ thì tụi mình sẽ tiếp tục là đi mua thêm một cái hùng xốp thêm đá bỏ vào là có thể đem đi bán được rồi. Ok, tiếp theo là tới tiệm tạp hóa mua mấy hùng mút nha bạn. Người chủ vui tính à, hôm nay là bao nhiêu đi cô? Rồi anh mình có bán cá bi không cô? Dạ. Mình vào tiệm tạp hóa thì mình mua một sợi dây ni lông, một hùng muối các bạn, và đá mi để mình ốp nước ngọt các bạn. Tổng chi phí tụi mình đi siêu thị mua đồ các kiểu để chuẩn bị tối nay bán là 214 ngàn nha các bạn. Ở đây mình chỉ còn có 106 ngàn thôi, thì gồm là mua một cái hùng đá bên trong, nước ngọt và hùng cách tông. Còn bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị, nhưng mà tự nhiên có một vị khách đòi mua nước các bạn. Đây, vị khách quý giá cực kỳ luôn. Mua một chai hay 2 chai? Dạ em mua 1 chai. 10 ngàn. Dạ ok anh. Dạ, dạ em mua được rồi. Tiền tiền. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều luôn ha. Dạ đúng rồi. Dạ em gửi. Rồi chụp chụp. Dạ. Hình đó đúng không? Dạ. Chụp với ai? Dạ chụp với mấy anh. Ờ chụp hết luôn à. Dạ. Bây giờ thì tụi mình sẽ chuẩn bị đồ để bán nha. Đầu tiên là mình sẽ rải mấy cái nước đá này ra nha các bạn. Mấy chai này á, mấy chai nước ngọt thường này á thì mình sẽ bán với giá là 15k một chai. Ốp lạnh đàng hoàng luôn. Mình đầu tư hẳn luôn các bạn. Đầu tư để xin lãi mà. Tối nay ăn cả ngã về không luôn. Một là vô khách sạn ngủ, hai là ngủ ngoài đường. Đó. Rồi bỏ nước ngọt vô, ốp lạnh nào. Tiếp theo thì tụi mình sẽ làm một cái bảng quảng cáo treo đằng trước đó các bạn. Lợi nói ngại quá, treo luôn cái bảng quảng cáo cho nó bán cho đắt hơn. Cuối cùng thì tụi mình cũng đã hoàn thành rồi nha các bạn. Đây là bảng quảng cáo của tụi mình. Bán nước suối 10k, nước ngọt 15k và bánh Napati 5k. Ok, đi thôi. Hơi nhục các bạn, chắc phải đeo khẩu trang bán sao. Vì cuộc sống sung sướng mình chấp nhận. Trời đó. Bán hết mới được đi ăn tối nha. Chưa hết là chưa đi đâu các bạn. Tiền đâu mà ăn. Hai cái bánh mà tiền bán mở. Ơi, tao chưa ăn nữa, để tao ăn cái tao đi bán. Ồ, cái hồn mày nặng thế. Bây giờ mình đi đầu nào ấy đó. Đầu này đi. Mình đi đầu này đi. Dạ, anh mua hả? Ồ, khát. Dạ, anh mua cái gì ạ? Nước gì ạ? Ở đây tụi em có nước nè, anh ở đây em coi luôn anh. Cho em chụp có hình được không? Dạ được á, mình mua nước xong mình chụp cũng được. Hai đồ em á. Dạ rồi, anh muốn mua nước gì vậy? Nước biển. Một chai 15 ngàn, nước ngọt 15, còn nước suối là 10 ngàn. À vậy là 25 ngàn. Ơi, 25 ngàn hả? Anh mua hộ em cây 5 ngàn nó rồi đủ 30 luôn nha. Dạ. À, rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn hả? Dạ, mới chụp với anh mừng tấm luôn rồi. Ủa, 30 ngàn đầu tiên.
Rồi, chụp hình nào. Đổi qua đổi lại. Dạ được luôn ạ. Vậy mình đổi không con? Đổi luôn. Đổi luôn. Rồi lấy con à. Có ai ăn kem không? Có. Có hả? Anh Vĩ ăn không? Hả? Ăn luôn vậy lấy mấy con ba cây luôn ạ. Rồi. Một cây bao nhiêu á cô? Cây 10.000. Cây 10.000. Ê, dạ rồi ạ. Ôi, lấy 2 cây thôi cô. Có đây 2 cây quên nữa. Rồi cô mua cây nào á cô? Mua nước gì cô? Cô đang bị đau họng quên. Cô mua nước suối. Nước suối ạ? À? Dạ còn 10. Một 10.000 cô. Rồi, để con gửi cô là 10.000. Dạ rồi, cảm ơn anh mua nước gì anh? Nước suối. Nước suối. Nước ngọt đi, nước ngọt. Dạ, và nước ngọt là 15.000 một chai nha. Bác sĩ. Nói gì ạ? Dạ rồi, cảm ơn anh 15.000 nha. Chú sẵn hộ cái bánh cho chẳng hay chụp đó. À đúng rồi. Có nhảy hơn cơ hội. Tại con là nhiệm vụ bán bánh thôi. Dạ rồi, cảm ơn chú rất nhiều ạ. Ôi trời. Ôi, 20k à chú. Có chú được lẻ không? Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Ôi dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Dạ rồi. Em không có tiền. Con đeo vậy tôi nữa, tôi chạy ra đi. Anh quay tôi chi anh? Quay anh đừng quay tôi nha, quay tôi cháy máy nha. Rồi em gửi 2 chai ạ. Muốn xuống kia ha. Dạ đây ông qua nè. Dạ em cũng. Rồi cho này. Dạ rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô ạ. Đó. Dạ đây ạ. Rồi, cảm ơn cô. Dạ rồi, cảm ơn. Một béo cơ. Tiếp á. Một béo cơ. Với ông Long là chai được rồi rồi. Dạ rồi, tổng cộng là. Thôi được rồi, đúng chung rồi. Dạ, tổng cộng là 30.000. Dạ rồi, 40.000, dạ, cảm ơn anh. Mấy sao hả? Làm biết rồi. Đổi bán này làm biết rồi. Dạ. Một sao rồi. À, có luôn hả? Có. Ai uống gì? Nước ngọt. Nước ngọt. Nước ngọt với Tài. Nước ngọt nào cũng đồng giá 15.000. Nhẹ cùng với Tài. Hùng hả? Còn bé úp uống này ha. Rồi cảm ơn mọi người ha. Chúc mọi người có một chuyến đi chơi vui vẻ ha. 15.000 mỗi túi. Lấy ăn mì gói. Giờ ôm chỗ này luôn rồi. Khổ lắm thiệt. Khổ lắm. Đứng bán vậy là biết khổ à. Được, dạ. Cảm ơn mọi người ha. Dạ rồi, làm việc nha. Mới bán được 10k. Ok, mình mới bán được anh kia được 4 cây các bạn, được 20k. Đi thôi. Không có ăn ngoài hạch. Ở đây nè. Anh thực hiện thử thách hả anh? Đúng rồi. Dạ rồi. Đang trải nghiệm bán hàng. Dạ con. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bye bye mọi người. Dạ. Nước uống không em ơi, trà thác này em ơi, đi 10 nhà đi kiếm chuyện với công an quá vừa rồi. Rồi, tổng cộng là mình có chai 10.000, chai này 15 là 35 ạ. À. Rồi. Rồi, em cảm ơn anh ạ. À. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. À. 2 chai luôn. Trời, 3 chai luôn. Ôi, 4 chai luôn. Rồi, em cảm ơn anh rất nhiều, 60.000 ạ. Cho em xin. Rồi, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. À. Dạ, dạ. Dạ. Em hả? Dạ. Bánh với chai nước suối là có hết, hết suối rồi. Muốn đợi nước ngọt. Bánh 2 cây 10.000 nha. Tại em bị con ới rồi. Em nói thiệt với anh như thế nào? Cô bán hiếu à? Bán hiếu tiền đâu xài cho. Lấy 1 chai thôi, lấy 1 chai thôi. Lấy 1 chai. Lấy 1 chai cho anh. Ô. Ô, cảm ơn mọi người nha. Có chụp hình không? Rồi, chụp hình ha. Rồi, rồi, mọi người muốn lấy nước nào? Còn có nước ngọt không à? Đây. Lấy mấy chai? 1 chai đúng không? Rồi, cho xin 15 won. Trời ơi, con này nó bỏ bánh bỏ nước, cái này nó mua cho tụi anh đó. Trời ơi. Rồi vậy chắc xem Facebook được không? Thôi luôn em. Ví dụ chị muốn hỏi em cái bánh 5.000 cho dẫn 20 được không? Thôi, dẫn 20 luôn nha. Thôi, thôi, em là... À, thôi rồi, cảm ơn luôn. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Cuối cùng thì tụi mình cũng đã bán xong rồi nha các bạn. Đây. Yeah. Có 2 chai nước ngọt này là tụi mình để lại tụi mình uống á. Còn tiền xô ra em. Đây 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 đây. Trời ơi chúng mánh. 100 200 370 390 300
396. 396 ngàn. Wow. Wow. Giờ mình bán thêm hai chai nước này với cái đống bánh này nữa thôi là 400 mấy, 500 luôn. Rồi giờ tính ra mình lãi nhiêu mình cũng không biết luôn mà. Thôi kệ, có tiền rồi, giờ thì tụi mình sẽ đi ăn nha. Ăn thối. Đói quá. À. Em mua uống nước gì em? Suối. Ôi chết, anh hết nước suối rồi, còn nước cậu được không? Anh lên đây. Này anh còn. Em muốn lấy chai nào? Coca ha. Rồi. À, còn lẻ 5 ngàn. Một bánh không? Một bánh không hay. Một bánh, bánh luôn à? Đem hai chai luôn. Ôi trời ơi, sợp chưa? Chơi sợp luôn. Rồi cảm ơn em á. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Hiện tại thì tụi mình đã đến quán cơm nha bạn. Đây. Đối diện luôn. Quán cơm mà bên chính thì vâng. Có cơm 35 ngàn. Vào ăn thôi. Còn mấy cái còn lại thì không dám với tới. Và tụi mình đã kêu 3 dĩa cơm sườn. Mỗi dĩa 35 ngàn nha các bạn. Đây. Và kiểu dĩa cơm sườn của mình. Mình không ăn lớn được rồi. Ăn thôi. Có bụng lắm rồi. Tụi mình cũng đã ăn xong rồi nha các bạn. Ăn tối xong rồi. Và 3 dĩa sườn này tính ra là 105 ngàn. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi kiếm toilet cho toàn đi ị. Rồi tiếp tục bán nha. Còn giờ nó mắc lắm rồi đó. Để gì ta đi chụp mắt thức các bạn ơi. Rồi buổi tối lại tiếp tục đi ăn thôi các bạn. Ở đây có một cái cửa xì tuyệt vời lắm. Diễn luôn. Ngày chơi sao à? Đó quay quay gì đó. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Hổ quá ai hàng dưới nha xong đây đi chút nữa. Ăn ai lựa nha. Chút nữa bao giờ lại cho hỏi cho đi luôn. Đây ở trong không mấy khách sạn chán đó các bạn, cứ ăn rồi ngủ ăn cũng không có chuyện gì làm hết. Khách sạn bẩn khổng lồ luôn. Đây gọi là khách sạn gì ạ? Em gì đó bạn. Rồi tiếp tục lại ăn các bạn. Lần này ăn ốc tự nhiên nha. Ốc tự nhiên là ốc không cần đun vỏ. Không có tự động. Tự nhiên có người đó mà. Tự nhiên là mình ăn xong có người đổ vỏ. Đây ăn xong thì mình cứ để qua ghi ra vậy nè. Chút nữa người ta lại người ta đổ rồi. Sao vệ sinh phong cách quý tộc nha các bạn. Nữ nam. Nè, cái ghế nó biết cái ghế đây làm gì không? Để cho mấy người biểu ơi tóp 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 á ngồi đi ăn nè. Ăn trong nhà vệ sinh hả? Ngồi thử coi, ngồi thử coi. Đó, rồi lấy đồ ăn cho Bảo ăn coi. Ăn quá cay đỏ. Bên đây vừa ăn vừa ngắm. Không lấy không? Có diễn đó kìa. Đây chúng ta sẽ có những bức tranh rồi các kiểu bạn, nhà vệ sinh cũng phải quý tộc nữa. Anh ơi, nhà vệ sinh này có một điểm trừ đó là không có nước mà xài giấy. Không có vòi xịt tít đó hả? Đúng rồi anh. Nhưng mà nhìn sang trọng mà. Nếu mà em nhìn nè. Đi vệ sinh mà nhìn mặt ta nhìn trọng. Còn phải gạt tay rồi các kiểu nhé bạn. Đây nhìn quý tộc không? Đây nhà vệ sinh này. Phải gạt đúng không? Gạt thử chưa bao giờ quay đi quay quay về nước. Gạt ra nước không? Gạt ơi. À gạt cứng với ra nước hả? Thế kỷ 19 mà anh. Wow. Anh nhậu đâu là chơi nhà vệ sinh hiện đại với vàng bằng tay nữa. Thơm, nhà vệ sinh thì thơm nha, không có húi nha. Ủa, sao nhà vệ sinh không có nước mà gạt đúng không có nước? Đây anh. Điểm trừ. Ủa. Đó. Oh. Gạt xuống vậy không có, gạt lên thì mới có nè. Gạt qua vậy, gạt lên không có, nhưng mà gạt qua trái cái nữa. Hắt đúng hắt não luôn á. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. Ê. Có cơ hội ăn giấy đi, ăn xong lau miệng nữa nè. Really big. Ủa, lại làm rồi. Lại còn điểm. Có một rác nữa. Thơm, nhà xinh thì thơm, không hối rồi. Không điểm với bạn, không điểm, không điểm. Rồi ok, tụi mình đi ngủ với bạn. Một ngày thật sự rất là mệt mỏi luôn. Toàn là ăn với ngủ không. Chán cực kỳ luôn. Ok. Tình hình là mình quên đem cái gói của mình theo luôn. Bạn sáng đi vội quá, quên đem quá trời thứ luôn. Nên đành ngủ cái gói nhất cổ này nha. Ok, mình sẽ ngủ chung với Khương với làng Tú nha các bạn. Ok, với bạn ngủ ngon. Ok, ngủ ngon. Tình hình là team của tụi mình phát hiện ra được máy bán nước tự động bị lỗi nè các bạn. Có một chai xách xị nó bị lòi ra. Mình thử mình nhét tiền vào mình mua thử cái số 48 này coi nó có gớt hai chai hay không nha. Ngăn rồi các bạn, không thể nào chọn được số 48. Này thì định ăn gian tụi tôi ha. Máy quá hay các bạn, quá giỏi luôn. Vậy thôi mình lấy nước suối vậy. Bây giờ thì mình sẽ lấy thêm nước đem đi bán nha bạn. Lần này thì cũng khuya rồi.
mà giờ tụi mình á, mà dùng cái đôi chân hai cẳng này đi tới siêu thị nữa, tuy lời là nhiều thiệt mà đi tới đó rất là mệt luôn. Thôi cứ giờ mình mua thử chục chai mình bán đỡ cho ngày hôm nay á bạn, xong nghỉ luôn đi ngủ, anh em cũng mệt quá rồi. Giờ khuya rồi chắc mình cũng phải bán hát giá một xíu các bạn. Tại chai này tới 10 ngàn mình sẽ bán tới 20k nha. À, một bà làm giàu lên luôn đó, hiểu không? Hồi nãy xui nha. Hồi nãy ăn cơm á 20 ngàn chai, đâu dám uống. Ra ngoài đây uống nước suối các bạn. Mình không tin luôn, mình ăn cơm 20 ngàn một chai. Giờ mình sẽ bán thử nha. Cuộc sống nghèo khó. Đây hai khách. Mới vô đã thấy hai khách rồi các bạn. Hello. Hello anh. Mới. Dạ. Mới mở hàng luôn. Trời ơi. Anh uống gì? Thôi lấy cho em Pepsi đi. Pepsi. Pepsi. Này đi. Được rồi, mỗi chai, mỗi chai 15 là bao nhiêu? Dạ. Để em khoảng 20 ha. Dạ. Rồi cảm ơn hai đứa ha. Dạ. Mà hai đứa ăn gì cao chứ vậy? Dạ, tập. Cao chắc cao thì nhỏ. Cao nhỏ ha. Dạ. Vậy mấy đứa là bạn động viên đúng không? Dạ, thằng là bạn động viên. À, một bạn động viên mấy cái gì? Dạ, bốn chuyền bãi biển và điểm tàu. Quá dữ luôn các bạn. Rồi vậy cảm ơn mấy đứa ha. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn mấy đứa. Dạ. Ây à. Tiếp tục đi thôi. Tiếp tục đi thôi. Dạ. Không biết hai anh chị có muốn uống nước gì không? Dạ rồi, cảm ơn ạ. Dạ mấy người á, không biết mọi người có muốn dùng nước không ạ? Ủng hộ một chai cũng được nữa. Ở đây xe. Em cảm ơn ha. Rồi mình uống chai gì? Đây. Chai nước suối là 10 ngàn. Còn mấy cái kia là 15. Một chai này hả? Ủa sợp chứ hả? Hai chai luôn hả? Chai nào? Wow. Rồi, cảm ơn. Ồ, là vậy tổng cộng là hết là 40 ngàn ha. 40 ngàn. Ở đây đây. Được. Mấy đứa ủng hộ là vui lắm rồi. Đây, hết 10 ngàn ha. Rồi, cảm ơn mấy đứa ha. Giờ thì chụp hình. Họ biết buổi tối này bị gì hơn rồi các bạn. Mới mở hàng có khoảng 10 phút à. Mua được hết bao nhiêu rồi mấy chai rồi? Như là 4 gần, như gần 5 chai. Wow, hên thiệt các bạn. Buổi tối mấy bạn. Như mình có báo kinh doanh vậy. Chắc mình làm giàu ở Vũng Tàu luôn à. Đây, anh bán đây nha. Anh bán nước có nước suối, nước ngọt. Đây, đây, đây. Còn như đây à. Vậy lấy hết em rồi. Lấy hết luôn. Ừ. Ủa. Hết sợ. Hình như là mình có bịch không à? Anh còn đúng một cái bịch thì phải. À đây. Trời ơi. Rung. Hết sợ. Sáng giờ mới được. Ngon. Từ từ em, tính từ từ em. Một chai nước. Từ nè, để vô nước ngọt trước. Nước ngọt thì còn khoảng 3. Đây là 4 chai nè, là hết 60. Với 3 chai nước là hết 90 ngàn. Tổng cộng là 90 em ơi. Hỏi luôn nha. Trời ơi, đại gia. Một cái ôm. Nghe một cái ôm. Ôi trời ơi. 200 ngàn. Cảm ơn rất nhiều ha. Cảm ơn em á. Nay mình dọn về sớm nha các bạn ơi. Nghỉ đi, khỏi quán nữa. Trời ơi, mừng quá. Bây giờ thì tụi mình sẽ tổng kết y một ngày buôn bán của tụi mình từ sáng tới tối luôn. Và bây giờ cũng khoảng là 10 giờ mấy rồi bạn. Tụi mình cảm thấy mệt rồi, không thể nào đi buôn bán được nữa. Đây là số tiền của tụi mình bán được. 200, 100 là 300, 400, 491 ngàn đồng nha các bạn. Theo cảm nhận của mình á, là lần đầu tiên tụi mình đi buôn bán dạo như thế này thì mình cảm thấy là nó kiểu như nó hơi ngại các bạn. Sượng đi bán, sượng lắm. Mà bán riết thì nó quen, cầm được tiền thì nó vui. Mà bán thì cũng cực. Có đôi khi khách không mua, đa số không mua là nhiều. Và những người mà họ xem kênh của tụi mình thì ủng hộ cũng rất là nhiều luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi mình nha. Nói chung thì tụi mình cảm thấy vui có và cũng kèm theo lẫn lộn là mệt mỏi các bạn. Mà vui nhiều hơn nha. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đi tìm chỗ ngủ. Tụi mình quyết định là sẽ ngủ ở ngoài. Còn số tiền này thì để dành ngày mai xài ngủ khách sạn chỗ đã các bạn. Ok. Sau khi tụi mình tìm kiếm chỗ ngủ thì tụi mình cũng đã tìm được chỗ ngủ hợp lý rồi nha các bạn. Đó chính là ngủ ở công viên. Đi vòng vòng rồi cũng về lại với công viên các bạn. Đây là công viên nha các bạn. Hiện tại thì mọi người đi hết rồi, cũng khuya rồi. Và chỗ ngủ của mình là ở đây. Một cái ghế đá. Ở đây thì được cái là có 3 cái ghế đá gần nhau luôn các bạn. Đây là chỗ của mình Toàn. Em nằm trải nghiệm thử đi Toàn. Hay sao em?
nó hơi bị nghiêng xíu anh. Mặt không sao, nằm được. Ngủ được đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À, hôm nay là lần đầu tiên trải nghiệm ngủ ngoài đường luôn ha. Đúng rồi, lần đầu tiên mà ngủ ở cặp công viên luôn. Chắc sẽ thú vị lắm anh. Còn vậy thì nó mệt quá rồi. Cái này, giống nhục. Nhục gì tầm này đó em, bỏ luôn đi. Nói chung á thì tụi mình tiết kiệm tiền ngủ ở ngoài công viên để ngày mai sử dụng tiền ngủ khách sạn nha bạn. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đi ngủ và trải nghiệm ngủ ở ngoài công viên xem như thế nào nha. Nếu tối nay có mưa hay cái gì đó thì mình sẽ quay cho bạn xem, mà mình mong được có mưa nha. Chúc tất cả các bạn ngủ ngon. The next day. Hiện tại là trời sáng rồi nha mọi người. Tối hôm qua thì mình ngủ mình cảm thấy là có muỗi nè. Xe cộ đi qua thì rất là ồn ào luôn. Rồi mình ngủ kế biển các bạn. Với lại là nói chung là rất là khó ngủ luôn. Không ngủ được bao nhiêu hết á. Vậy mình sẽ kêu Toàn với Dĩ dậy luôn nha. À thì ra là hai đứa nó dậy luôn hả mày. Hello. Tối hôm qua ngủ sao mày? Nó lạnh cực kỳ luôn em. Nằm anh hướng này anh gió bao nhiêu nó hỏi trời nó lạnh. Vừa lạnh vừa có muỗi. Khá là tuyệt vời. Còn em sao em? Sao dậy sớm vậy em? Muỗi quá muỗi em rồi. Muỗi lắm hả? Ừ, với lại lạnh đó. Nên thôi dậy sớm đi, thành công. Giờ anh đã thấy mình thành công rồi đó. Có bán nước nữa không? Thôi được rồi. Để mình quay biển cho bạn xem ha. Quay biển buổi sáng rồi, gió là tươi tắn luôn á. Sáng đó đông người kế bên tụi mình luôn nè. Ủa bé nó chạy. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn sáng nha bạn. Tụi mình sẽ kiếm mấy ăn sáng và ăn luôn. Đi thôi. Rồi buổi sáng của mình là ăn ở single cây nha bạn. Đây có thay đổi món một xíu nha. Cái bill mình mua là tổng cộng hết 32.000 với 3 chai nước suối mình mua ở ngoài là 15.000. Tổng cộng là một buổi sáng hết 47.000. Sáng nay mình sẽ ăn hảo hảo. Toàn sẽ ăn lẩu thái tơ. Và đây là anh Non nha. Anh em quay giùm mình. Ngày hôm nay là ngày thứ hai tụi mình ở Vũng Tàu nha các bạn. Nhưng mà bữa nay thì mình sẽ không buôn bán nữa. Vì hôm qua mình đã buôn bán nhiều rồi. Mình sẽ mướn khách sạn nha. Giờ phải đợi tới 12 giờ chưa mới mướn nữa các bạn. Giờ còn khá là sớm nên mình sẽ đi vòng vòng ở đây chơi, khám phá đồ. Rồi để tới 12 giờ vô nhận phòng nha. Wow. Và nghỉ ngơi thôi. Chứ làm cực rồi. Giờ mình phải xả chết ra hết hiểu không? Thưởng thụ. Thưởng thụ rồi. Cuộc sống sung sướng. Đúng là đội trưởng của tụi mình. Được ha. Đi thôi. Còn cái hôm này sao đội trưởng? Cái hôm này hả? Ôm heo chứ có hết tiền thì mình bán nữa nha. Rồi sai lầm lớn nhất là ăn sáng ở bờ hồ các bạn nếu như có ăn sáng ở đây các bạn nhớ ăn trong phòng nha. Mình chọn ăn bờ hồ. Mỗi lần đi vô ăn buffet là phải đi cả ký luôn mấy. Xa lắm các bạn. Kết quả là chỉ lấy được có vài cái vậy thôi, không có tay. Chỉ được cái là vừa ta ăn vừa tôi người ta tắm được các kiểu. Đi một vòng trong cực kỳ luôn. Rồi vừa ăn sáng xong rồi lại tới giờ ăn trưa các bạn. Thật sự là giờ không biết làm cái gì ngoài ăn với lại uống thôi. Mấy đứa có cái ý tưởng gì ăn trưa xong mình làm cái gì không mấy đứa? Chắc là tắm phù ơi. Ủa? Tắm biển lên rồi. À đúng rồi, hình như là bên nhà bên đây có bãi biển các bạn. Chắc là tụi mình sẽ làm gì đó cho nó đỡ chán. Hoặc cách là tắm biển nha. Rồi đầu tiên là món này ai gọi? Hương gọi hả? Ủa. Món gì lá lốt hả? Chả sụn lá lốt. Mèo. Cũng lá lốt. Hương sụn hết chứ. Em nghĩ là chấm tương ớt. Ăn chả thì nó lớp vô vậy bạn. Được em. Cái này là súp nghêu thái vô cay. Có nấm nữa. Có nghêu đâu? À, thì tìm được. Có nghêu đâu? Có nghêu đâu? Có tôm à. Lộn, súp thái vô cay à. Trời mà là nghêu. Tiếp theo là nem cua bể nha bạn. Chấm vào nước mắm. Wow. Quất. Rồi, mình sẽ review thử luôn nha. Ngon quá dở rồi. Ngọt tuyệt quá mẹ, bùi, ok á. Bên trong sẽ có hải sản, thịt cua, rồi miếng, rồi cái kiểu lăn bột chiên nha bạn. Ok lắm.
Tiếp theo là món sụn gà muối Hồng Kông nha bạn. Nó tàu hủ hay gì? Nó là hủ à. Cái dưới là cái sụn gà. Là giòn giòn đúng không? Chứ răng gà này giòn giòn. Thằng Tú ăn không được đâu, để tôi chảy đâu có ăn đâu. Tú không có gà. Nè, đi Mỹ nó mới ăn vậy nè, bô chấm me. Thêm điểm. Rồi buổi trưa lại tiếp tục hết hai củ nam nha bạn. Và mình sau lúc về mình phát hiện có cây hút đốt kìa. Kế bên luôn. Kế bên. Cái này mà nhảy qua cái hút nốt thành hút cốt luôn. Rồi đừng cãi anh nha. Đừng cãi anh nha. Ờ cãi rồi. Cãi rồi. Ê đừng. Đừng. Hiện tại là 11:50 trưa nha các bạn. Bây giờ thì tụi mình lại tiếp tục ăn mì gói trưa ở Seagull Cay. Đôi khi mình ăn ở đây khiến mà mình cảm nhận được là đây y như là căn nhà thứ hai của mình vậy. À quên nữa, bill 30k. Và nước suối này là nước suối buổi sáng nha các bạn. Bây giờ thì bắt đầu ăn thôi. Tụi mình ăn trưa xong thì tụi mình sẽ qua khách sạn tụi mình chép phòng nha. Ok, cuối cùng thì tụi mình cũng dùng đôi chân hai cẳng của mình đã tới được khách sạn Đát Ca nha các bạn. Bây giờ thì tụi mình sẽ vào trong hỏi giá phòng và ở nha, chứ không muốn ở ngoài nữa đâu. Và đây là phòng của tụi mình nè các bạn. Phòng này có giá 200k một giường. Oh. Wow. Để coi tủ lạnh có gì không nè. Những chai nước suối không biết có được miễn phí không? Tí nữa để mình hỏi cô chủ phòng. Đây là chỗ siêu review toilet nha các bạn. Đây. Ở đây có một cái gương nha. Thơm nha. Thơm. Đây há sạch sẽ luôn. Nền gạch bông rồi. Nói chung là được. Nhưng mà có điểm kém hay chơi nha. Là cái la phòng mình nó hơi dơ xíu thôi à. 10 điểm nha các bạn. Lần đầu ở khách sạn hơi bỡ ngỡ. Và đây có một cái gương nè các bạn. Wow. Khá là ngon với một cái tủ. Tủ này biết có gì trong đây không ta? Có dòng móc, treo đồ. Không có gì hết. Một cái tivi. Cái máy lạnh. Phòng 200 giờ là quá ok rồi các bạn. Tối nay có chỗ ngủ ngon à. Chứ không phải ngủ lê lết ở ngoài công viên nữa. Vô. Nhưng mà hơi hôi nha, phải đi tắm trước các bạn ơi. Phải đi tắm, hôi quá. Mình thấy trời cũng mát rồi. Bây giờ mình sẽ ra tắm biển thôi. Đi biển không tắm biển đó là một sai lầm nha bạn. Rồi, giờ thì ra tắm biển thôi. Để áo cho đây. Rồi. Có con cano hoang kìa. Cano hoang vậy thôi nha các bạn. Chứ mình mà leo lên cái là bị ký đầu liền á. Phải có bánh nhì. Đây tắm biển thì trời mưa các bạn. Quá đã luôn. Toàn sao em? Gì có lạnh đâu anh, bình thường à. Anh mới thấy em, nó mới thấy tao chưa? Tao mát mẻ này vậy. Vậy, chú ơi. Tuyệt vời. Rồi tình hình là chiều mưa râm râm nên tụi mình đi tắm biển nha các bạn. Hôm nay bị gì cứ mưa liên tục luôn các bạn, cứ chuyển đang khui rồi mưa râm râm các kiểu luôn. Tới bây giờ mới quyết định là tắm luôn do hôm nay là buổi chiều cuối cùng rồi. Rồi tình hình là tụi mình ra cái bãi tắm riêng của cái nhà khách sạn nha các bạn. Bãi này là những người trong khách sạn mới được tắm thôi. Và mấy cô đang đi cano 600k 15 phút nha. Mình không có đam mê các bạn ơi. Hello ơi. Tàu cá sấu kìa, dịch xả kìa. Nó bắn lên trời luôn. Còn mình già yếu các bạn không chơi mấy cái môn thể thao đó. Mình thả mệt thôi. Tắm biển là vậy là được rồi. Rồi sau khi tắm biển xong thì lại tiếp tục ăn tối thôi bạn. Ở khách sạn năm sao không có gì làm ngoài việc ngủ ăn. Rồi sau đó tắm, ăn ngủ tắm, ăn tắm ngủ hoài vậy á. Chán thật sự luôn. Ngủ thì ăn ngủ biết. Không biết làm gì. Tập sao xung phong là một sao nha em. Đúng rồi. Chắc phải vậy rồi. Còn ra chứ mình cũng xung phong là một sao luôn các bạn. Nói chung là đi Mỹ thì chỉ có hải sản các bạn. Vẫn tiếp tục là chả tôm, rồi mì xào tôm, rồi tôm sốt trứng muối.
hát cái hôm nay có cái bông gì lạ lắm nè. Tú gì view thử cái Tú ăn luôn rồi anh thử coi chứ để lên ăn được em không được thì nhả nè không được không rồi. Có mùi vị nhưng mà hơi ghê ghê thì ok mình sẽ review các bạn chả tôm sú lá tía tô sầu đâu. Hút thì biết bắp me nữa nha. Mười điểm. Rồi tiếp theo là hào nướng phô mai có 55.000 một con thôi các bạn. Nhìn nó hấp dẫn nè. Ok thì vì thôi đang có bự cho. Cậu mẹ nó béo. Mình nghĩ tối nay mình với anh Hương mệt với anh Lâm thôi mọi người ạ. Tối nay anh cho mấy em chịu răng. Là Tú ăn vô xíu răng với anh Tú. Rồi vậy là anh Hương tới cho mệt. Rồi tình hình là hôm nay tụi mình kêu quá lố rồi còn được chị quản lý cho thêm dĩa tôm thì thôi sao hết bây giờ. Oh my god. Vậy là Tú ghé ăn hay Tú chứ anh có tài Tú hơn. Hai Tú. Nè Hương nè Hương. Ok ạ. À. Cô chị dân luôn quản lý em. Ngon tuyệt. Cảm ơn chị nghe. Nữa ăn tôm rồi thêm hơn. Xong càng ngày mình ăn giá nó càng tăng lên các bạn. Lên 33 luôn rồi. Cảm ơn chị hỏi thôi. Ngày đầu tiên 2 triệu 2, lên 2 triệu rưỡi, giờ lên 3 triệu 3. Ngày mai nếu mà ăn được cái chắc 4 triệu quá. Trong nhà hàng mình thấy có một cái nhà vệ sinh không có ghế nha bạn. Chứ cả trong nhà hàng là cái nhà vệ sinh có ghế chứ. Có mà, ô, ghế nằm luôn. Nhưng bù lại lại có cái dài có thể nằm được. Có nằm hơn cái Tú. Này thì dễ mà có nằm phụ đây luôn. Nó dành những nằm vừa ăn. Còn nhóm này để làm gì? Chuyện có cái hóc gì không? Mà thơm không? Thơm thơm. Thơm, điểm cầu nha bạn. Wow, đúng là nhà vệ sinh nó có khách sạn 5 sao lạ lắm. Nhà hàng 5 sao có vậy vậy. Rồi ăn xong thì lại về phòng ngủ tiếp các bạn ơi, không có gì để làm hết. Rồi chúc mọi người ngủ ngon luôn, lại ngủ tiếp. Hiện tại là trời tối nha các bạn. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi ra ngoài đường xem coi có quán nào gần. Rồi tụi mình sẽ tấp vào ăn nha. Tối nay thì tụi mình quyết định là sẽ ăn lẩu chứ không ăn mì gói đâu. Mì gói đã quá đủ rồi. Ừ, mình cũng công nhận với anh Tùng. Nhán, quá là nhán. Thôi thì thôi. Đấy, đúng không? Dĩ mình nó đang bệnh rồi. Nhìn nó đường đường. Tụi mình đã đi đến quán ăn rồi nha các bạn. Quán này cái chỗ tụi mình khoảng 200-300m rồi. Quán là 77 thì qua có một cái lẩu 150k. Do là tụi mình tiền nông đang bị hạn hẹp với bạn, thành ra là không có đi đâu xa được. Cứ chỗ nào gần thì tấp vô ăn thôi. Và ăn mấy đứa. Mình đã kêu hẳn một cái lẩu 150k ăn luôn nha các bạn. Ăn cho nó chắc. Đêm nay là đêm cuối rồi. Xả láng. Đúng rồi, phải sang chảnh lên. Tiết kiệm như tâm này. Và ở đây mình sẽ review cái lẩu 150k thì nó có những gì nha các bạn. Ở đây mình thấy lẩu này nó có nhiều món nè. Tôm, ống móng tay. Cái này hình như là con nghêu các bạn. Và một miếng cá. Ơ, hai miếng cá lận các bạn. Wow. Cũng được đó nha. Bên đây thì mình cũng có rau, rau muống, bắp cải dài, hai giắc mì. Mình order thêm một giắc nữa, là ba giắc. Giờ thì chắc mình bỏ mì vào luôn nha. Rồi để nắp lại. Giờ mì nó rải ra nha các bạn. Nồi lẩu nó cũng đã chín rồi. Giờ thì lấy ra. Ăn mấy đứa. Chín thôi. Mấy ba. Mình sẽ ăn thử con ốc móng tay này. Ốc thử kìa. Mình không gần gì hải sản nhưng mà ốc móng tay này ăn được lắm nha. Ăn được. Dai dai ngọt ngọt. Có két rồi phải. Nghe rộp rộp luôn. Ở ngoài biển lạnh lạnh mà ăn một cái lẩu như thế này là tuyệt vời đó bạn. Đã. Ngon. Ủa, nãy em có kêu một giắc mì nữa. 150 luôn à? Ủa, anh chủ quán tốt bụng kìa. 150k nha. Được rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ.
Còn bây giờ thì tụi mình sẽ ra cột cờ chơi nha. Đi ra cột cờ ngắm biển. Đi biển là phải ngắm biển. Đây so. Rồi 1 2 3 vô. Trước khi đi ra quán trường thì tụi mình sẽ mua nước uống nha các bạn. Hiện tại thì tụi mình cảm thấy khát nước quá rồi. Không dám mua nước trong quán tại vì một chai trung bình cũng phải 10 đến 20 ngàn rồi. Bây giờ sao nó không rớt vậy? Nhắn tiền đi mà. Tụi mình chỉ mua được 2 chai thôi nha. Còn có 253 ngàn. Không có tiền lẻ các bạn. Không có mấy đứa. Tụi mình đã đi đến cột cờ rồi nha các bạn. Đây. Hình như là ngày hôm nay tụi mình đi nhầm ngày hay sao á. Những cây cột cờ đã được anh thợ cắt tóc cắt hết rồi. Cọc lóc rồi, thấy như đầu đinh vậy. Nhưng không sao, cứ vào hòa nhập với mọi người trải nghiệm nha. Đi một cái cầu vòng bóng bóng luôn. Không khí bóng bóng rồi quá trời luôn kìa. Không biết các bạn thấy không ta. Nhớ chứ hôm qua mọi người muốn ổ nước mà. Đây là fan của Lam mấy bạn. Chào bạn nha. Chào bạn. Gần cột cờ đi lên một xíu thì chúng ta sẽ đến được với khu phố 1, khu phố văn hóa. Ở đây mình thấy có bán rất là nhiều đồ ăn, rất là nhiều luôn các bạn. Và hôm nay mình sẽ dắt các bạn cùng đi ngó với mình. Như là quán đầu tiên này, ốc Pháp Xã, cùng ngó thôi các bạn. Trời ơi, nhìn ngon kìa. Có quá trời ốc luôn. Mà chỉ ngó và hửi mùi thơm thôi. Rồi đi, tiền đâu mua. Em chỉ nhìn thôi anh ơi. Dạ, cứ nhìn thoải mái. Dạ, dạ, anh cho nhìn thoải mái luôn các bạn. Cứ thoải mái đi. Có cho ăn thử không anh? Thử luôn. Dạ thôi em giỡn à. Không, thử luôn. Em cảm ơn anh à. Thật sự là mình thấy ở đây bán rất là nhiều đồ ăn luôn á. Cái ốc đó nè. Trời ơi, mình ăn rẻ rồi. Chị đi cơm cháo này lộ giá bình dân luôn em. Cá 40, uống sò 50, 60 luôn em trai. Dạ, em ngó được không chị? Được. Có tiền để ăn nè. Dạ. Dạ, em dắt mọi người cùng ngó với mình luôn các bạn. Con này con sò mai đúng không chị? Đúng rồi em. Không nhận, em ngó mà em còn thèm nữa chị. Rồi rồi, chúng ta đến với quán đặc sản. Tàu đây này. Bánh nào em dễ hơn mà. Dạ thôi. Em có tiền rồi, em chỉ ngó thôi chị. Em ngó đi, em review đi. Không dễ sợ mấy đứa. Vô mấy đứa ngại cái gì. Nói ngửi ngửi một ngửi đi. Đâu có ăn mật đâu. Được rồi, ngửi, ngửi thôi chứ đâu có ăn đâu. Em cứ ngửi đi, có ăn đâu. Thèm mãi đi các em ơi. Thôi, chúng ta không. Mắt cậu chúng ta lại thèm. Mình thèm, mình cứ thử một miếng chị mời. Này, tuyệt vời luôn. Này, chị mời các em. Chị mời, chị em ăn. Ừ, chị mời em này. Thôi em đợi, em không em không. Được, thử đi, thử. Không phải đâu ăn đâu. Thì em thử. Được nha bạn, cay cay đã lắm. Cảm ơn chị ạ. Quá ngon. Sau khi mình đi một hồi thì mình ngó xong rồi bạn, cảm thấy no luôn rồi. Bây giờ thì bắt đầu tụi mình cũng nên đi về rồi. Với lại ở đây cũng hết rồi bạn ơi. Đây như là ngó cục rồi. Chỉ toàn là khách sạn thôi ha. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi về nha. No quá luôn. Tụi mình đó về lại khách sạn rồi nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ tổng kết lại tiền đông cái kiểu. Đây là số tiền của tụi mình còn là 253 ngàn. Tổng cộng tụi mình đã xài hết là 240 ngàn rồi. Wow, mà chưa tính tiền này là tiền phòng trọ nữa bạn. Cho quan bên đi, là tụi mình chỉ còn có 53 ngàn à. Không sao, hôm nay chơi xả láng mà vui là chết. Đúng rồi. Mình đã nói rồi, 300k sẽ ăn sập cái Vũng Tàu rồi. Nói chung thì ngày hôm nay thì tụi mình không có buôn bán như hôm qua. Và được vào khách sạn nằm ngủ kiểu thì nó rất là sung sướng các bạn. Chỉ là ăn nó không có được khá giả hơn thôi. Còn bây giờ thì cũng cảm thấy mệt rồi, cả đám mệt rồi. Nên tụi mình sẽ đi ngủ nha. Chúc tất cả các bạn ngủ ngon. Bye bye. The next day. Sáng nha các bạn. Mình thấy ngủ ở đây nó khá là ngon luôn. Ngon hơn ngoài công viên nhiều luôn. Tờ nó ấm. Tờ hai người đợi mình ngủ dữ quá các bạn. Dậy. Dậy đi sáng nè. Dậy. Vậy đi, vậy đi sáng nè. Ok. Ngủ ngon. Công nhận ngủ là ngon thiệt các bạn. Ngủ đã còn có viên mình phải làm thức trắng đi. Ngủ nó không có sâu được. Thôi ngủ tiếp đi. Chắc mình đổi ăn sáng quá. Vậy đi sáng nè. Đói rồi. Rồi hiện tại là mình đang ở căn nhà thứ hai của mình nha các bạn. Đó là sinh vườn cây. Sáng nay mình tiếp tục ăn mì nữa nha. Tối ăn sen thì sáng ăn mì thôi. Đây. Sáng mình sẽ ăn bò hầm.
Mình thì hảo hảo chút mình cây, không chút mình cây. Mình thì lẩu thái tôm. Ai? Mình sẽ cho để mình uống nước suối nha, còn mình uống nước ngọt. Và tổng view của mình buổi sáng là này là chai nước ngọt 10.000, này là mì tấm 2.000, 42.000 nha, với hai chai nước suối 10.000. Rồi tổng cộng buổi sáng của mình là hết 52.000 nha các bạn, là còn dư đúng như đây luôn nè, 201.000. Ở 200 này trả tiền khách sạn là còn dư 1.000. 1.000 này chút em từ thiện đâu chữ. Đây, một buổi sáng đậm bạc. Thật sự là tụi mình ngán mì lắm rồi đó. Bốn cử hình như là mình ăn đủ luôn, không có cử nào không ăn mì hết. Trừ buổi tối ăn cơm sườn thôi. Hai ngày nay mới có giọt nước ngọt trong bụng luôn các bạn. Cho hang đã là uống suối rồi. Còn khoảng 1 tiếng nữa là đủ 50 giờ nha các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ đi trả phòng tới điểm tập kết. Let's go. Yeah. Cuối cùng cũng được giải thoát. Rồi trời sáng các bạn ơi, tụi mình lại tiếp tục đi ăn sáng, bữa sáng cuối cùng nha các bạn. Và chắc là sẽ đi kiếm bên team 1 sao coi nó như thế nào các bạn. Sắp kết thúc video và sắp đủ 50 giờ nha các bạn. Đợt đồ thôi mấy cu ơi. Ok. Rồi tình hình là còn khoảng 1 tiếng nữa là kết thúc cái video này các bạn ơi, sắp đủ 50 giờ rồi. Nên bây giờ tụi mình sẽ đến chỗ sập hộp nha. Thật sự mệt mỏi luôn các bạn, không có gì làm ngoài ăn với uống. Nay mua tôm chiên có thêm cô bói nữa bạn. Cô nói cô biết cô bói luôn nè. Cô là khuyến mãi cô bói. Mà có cái tài có lọc. Ngồi đã qua có chuyện xưa rồi. Vợ tôi gì? Vợ tôi hại. Nghèo với ngọ hợp tuổi nhưng mà lại ăn cắt hậu. Cãi thì có cãi với quýnh lợn không có được đâu mà quýnh. Nghèo năm giờ rồi bỏ cậu mấy lần rồi bỏ không có được. Nhưng mà lại cậu đẻ thằng con trai la chút nhất. Vợ anh làm giàu. Cậu đẻ đứa con gái la chút nhất. Cậu làm giàu hơn vợ. Miệng cái la làng la xính sợ vợ lắm. Mẹ được tôi gì? Mẹ hả? Vô khỉ. Tôi vô khỉ. Ba. Ba tôi ngọ luôn. Ba với mẹ học tuổi. Quậy mẹ thì được, quậy cha không có được. Là xong hả cô? Cô học một lòng rồi sao cô nói nhanh chứ hả? Ông đây có cái này ta coi rồi có thiệt, có đúng. Muốn coi lấy tiền lại tới nhà. Dạ rồi, ok, cảm ơn cô. Ăn tôm chiên được khuyến mãi coi bói miễn phí nha các bạn. Nay Vũng Tàu có dịch vụ mới. Later. Rồi, hiện tại là gần tới giờ luôn các bạn. 49 tiếng 57 phút rồi. 3 phút nữa là hết giờ rồi. Rồi, mấy cu vừa tới luôn các bạn. Hello. Hello anh. Xin chào. Qua đây mọi người nè, Tú xịt ra cho mấy bạn ngồi coi. Qua kia kìa, để anh ngồi đây với đội trưởng bệnh coi. Nào. Này đội trưởng hả? Đúng rồi anh. Rồi sau 3 ngày 2 đêm thì cảm giác mà sinh tồn của Vũng Tàu sao em? Ngồi vậy phục vấn khán giả coi. Lúc này gọi là cực hình luôn anh. Phải gọi là cực hình hả? Ờ. Nói sao cực hình như thế nào? Dụ buôn bán rồi mọi người không mua rồi lưng nắng nâu rồi. Ờ, đi tới luôn mỗi giờ rồi. Ờ, mỗi giờ lắm. Em đi chứ phải em tính em đi hết mười mấy vòng cái này rồi anh. Mười mấy vòng bay biển Vũng Tàu à? Ờ, tính sơ sơ á. Rồi à, bên em là ai là hủ quỷ à? Hủ quỷ à? À hủ quỷ hả? Tập lum hết anh. Nhiều lắm anh. Bán tổng cộng là hết được nhiêu? Tổng cộng bán không nhớ nữa. À, bán rồi xài. Mà. Bán rồi xài mà tính sơ sơ cũng gần cả triệu bạc á. Rồi hả? Trời chứ sao? Em cảm thấy là buôn bán cái này phải chai mặt. Ban đầu mới bán thì kiểu nó ngại sương sương sao á. Về sau bán riết thì được tiền á thì bỏ luôn cái chai mặt luôn anh. Hết sợ, hết giác đúng không? Bỏ cái mặt dày ra xin bán. Cô ơi mua giùm con chai nước cô ơi. 15 nhẹ. Còn bên 10 sao tụi mình thì chắc lần sau là mình phải cho thằng Tú với là thằng Đại rồi nó qua bên 1 sao mới được các bạn. Anh nữa mà. Nó cứ ngủ không, nó không làm gì hết, y như mình vậy, chán. Cứ ăn ngủ không, rất là chán luôn. Nên nếu như clip sau mà đạt đủ 500k like mới làm tiếp nha bạn. Chứ các bạn thấy cái 1 sao là nó lăn lộn như vậy là biết là cái clip này nó khó làm cỡ nào. Bên 10 sao tụi mình còn khó đúng không, ăn ngủ không chán lắm mấy bạn. Nên 500k like mới làm clip tập 2 nha bạn. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra tập 2 để biết 500k like thì tụi mình sẽ làm nha các bạn. Ok, nói chung là chốt cái video này là bên 10 sao thì rất là chán, không có gì làm hết các bạn. Còn bên 1 sao thì rất là sung sướng luôn, được trải nghiệm cái cảm giác buôn bán của những cô bán hàng nè. Như là mấy cô bán nè, một cái sâu tôm này còn phải coi bói nữa. Mấy em phải có những cái chương trình khuyến mãi như vậy. Dụ bán một chai nước, tặng một ngủ hôn, mình được cái ôm gì đó đúng không? Ok, nói chung là một trải nghiệm rất là đáng nhớ cho bên 1 sao nha. Nếu như lần sau mà vô 1 sao nữa mấy em có muốn không? Dĩ nhiên là vào thì trải nghiệm tiếp thôi anh. Có kinh nghiệm rồi.
Nhưng mà tụi em muốn vào 10 sao hơn. 10 sao chán lắm em, gán đựng vô 10 sao. Gán tập sao 1 sao tiếp. Rồi vậy em muốn cái chán đó anh ơi. Rồi ok, vậy tụi mình kết thúc video tại đây nha. Tạm biệt các bạn. Tập sau mình sẽ cố gắng 1 sao chứ 10 sao chán quá.